Sáng nay ngày 21 tháng 10, kỳ họp thứ 8 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 15 đã khai mạc trọng thể tại nhà Quốc hội, thủ đô Hà Nội. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng tham dự kỳ họp với 7 đại biểu do ông Lâm Văn Mẫn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dẫn đầu. Kỳ họp sẽ làm việc trong 29,5 ngày và bế mạc vào ngày 30 tháng 11 với hai đợt. Cụ thể, đợt 1 từ ngày 21 tháng 10 đến ngày 13 tháng 11 năm 2024, đợt 2 từ ngày 20 tháng 11 đến ngày 30 tháng 11. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ dành phần lớn thời gian cho công tác xây dựng pháp luật, giám sát tối cao, xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế xã hội và một số vấn đề quan trọng khác. Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 15 luật, 3 nghị quyết và xem xét cho ý kiến 13 dự án luật. Buổi sáng, sau khi Chủ tịch Quốc hội phát biểu khai mạc kỳ họp, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm đã phát biểu chỉ đạo kỳ họp. Tiếp đó, đại diện Chính phủ trình bày báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2025. Nhìn chung, tình hình kinh tế xã hội tháng sau tích cực hơn tháng trước, quý sau cao hơn quý trước. 9 tháng đạt nhiều kết quả quan trọng, cao hơn cùng kỳ trên hầu hết các lĩnh vực. Ước cả năm có 14 trên 15 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Chỉ tiêu GDP bình quân đầu người sẽ đạt nếu GDP tăng trưởng trên 7%. Nổi bật là chỉ tiêu tăng năng suất lao động vượt kế hoạch đề ra sau 3 năm không đạt. Tính đến ngày 15 tháng 10 năm 2024, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 610,5 tỷ đô la Mỹ, xuất siêu 21,24 tỷ đô la Mỹ. Tiếp đó, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15 cùng các báo cáo giám sát của Quốc hội. Thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri, đã có 2.289 kiến nghị của cử tri được tổng hợp chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Đến nay, có 2.238 kiến nghị được giải quyết trả lời, đạt 97,8%. Buổi chiều, Quốc hội đã tiến hành bầu chức danh Chủ tịch nước. Với đa số tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về việc bầu Thường trực Ban Bí thư Đại tướng Lương Cường làm Chủ tịch nước, nhiệm kỳ 2021-2026. Có 440 trên 440 đại biểu Quốc hội có mặt tán thành, bằng 100% đại biểu có mặt. Quốc hội đã thông qua nghị quyết bầu ông Lương Cường giữ chức vụ Chủ tịch nước, nhiệm kỳ 2021-2026. Sau khi Quốc hội thông qua nghị quyết, tân Chủ tịch nước Lương Cường lên thực hiện nghi thức tuyên thệ. Cũng trong buổi chiều, các đại biểu Quốc hội đã nghe tờ trình về dự án luật điện lực sửa đổi. Dự thảo luật trình Quốc hội xem xét gồm 9 chương 130 điều. Ngày mai, 22 tháng 10, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ 2 của kỳ họp thứ 8 tại hội trường.